Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, 75 năm thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 25 năm ngày thành lập cảnh sát biển Việt Nam. Sáng nay tàu tuần tra xét của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyên thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Đây là lần thứ bảy lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đưa tàu tuần tra hoặc tàu huấn luyện sang thăm và giao lưu, luyện tập trung với cảnh sát biển Việt Nam tham dự lễ đón chính thức tại cảng Tiên Sa, phía Nhật Bản có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Ngoại vụ thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Tàu tuần tra sát xu thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh vùng Tokyo Nhật Bản có nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang. Tàu có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên do Đại tá Satoshi Niwa làm thuyền trưởng, Tàu dài 105,4m, rộng 14,6m, chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý một giờ. Trong chuyến thăm lần này, thuyền trưởng và nhóm các bộ tàu Satsu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, đồng thời giao lưu huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam chuyến thăm của tàu lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản nhằm đảm bảo an ninh an toàn trên biển trong khu vực chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu hợp tác và hiểu biết lẫn nhau